Một cái loại trái cây mà ăn vào á là vừa giúp đẹp da nè ha, mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Đó là lợi ích mà ai cũng mong muốn hết, đó là ngăn ngừa ung thư. Đố mọi người biết đó là trái cây gì thì mọi người đón xem tiếp cái video này nha. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm đến từ cái thương hiệu G là Puritan Spray. Cái hãng này là quá nổi tiếng rồi, mọi người có thể xem lại những cái video mà trước đó em cũng có giới thiệu một loạt cái sản phẩm liên quan tới cái thương hiệu này. Đây ha mọi người ha. Đó. Cái hộp nó sẽ như thế này nha mọi người. Cái này là Puritan Spray Grape Seed Extract 100 mg. Thì cái này á, là chuyên về cái hạt nho grape seeds, có nghĩa là hạt hạt nho đó mọi người, dịch ra tiếng Việt là hạt nho. Extract mà này là chiết xuất 100 mg. Đó, cái này hũ này là 200 viên nè. Hướng dẫn sử dụng ha. Đây, cái bảng thành phần và hướng dẫn sử dụng em sẽ chụp màn hình và để ở đây cho mọi người xem cho rõ hơn ha. Đó, thành phần chính của nó sẽ là hạt nho 100 mg, chiết xuất từ tinh chất hạt nho ha mọi người. Người lớn uống trên 18 tuổi là mình bắt đầu uống cái sản phẩm này là được rồi ha. Một ngày mình uống 1 tới 3 viên tùy bạn mình thôi. Mình thích uống bao nhiêu cũng được, nhưng mà tối đa là 3 viên ha mọi người. Sáng mình uống viên, chiều tối mình uống một viên. Còn nếu mà mình đang uống những cái loại thực phẩm khác hay sao đó thì mình có thể là mình uống một viên thôi cũng được, không sao hết ha mọi người. Đối với những ở trong này nó có hướng dẫn nè, warning nè ha, có nghĩa là lưu ý đó. Nếu mà các bạn nào mà đang có bầu ha, đang cho con bú nè, hoặc là đang uống những cái loại thuốc khác nè, thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ha mọi người. Thực phẩm chức năng mà không phải cái nào lúc nào mình uống và nó cũng tốt, mình phải lựa chọn đúng cái thời điểm thích hợp để mà mình uống. Không phải lúc nào mình muốn là mình uống đâu. Đừng có nghe theo cái lời ở ngoài người ta nói là uống cái này đi nó sẽ tốt lắm. Đúng là nó sẽ tốt, nhưng mà mình nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mình sử dụng. Nếu trong trường hợp các bạn đang có bầu, đang cho con bú, hoặc là đang có một bệnh lý nào đó ha. Còn nếu như Hằng Hằng không có bệnh gì hết, Hằng đang rất là bình thường, cũng không có đang cho con bú, cũng không có đang có thai, thì Hằng sẽ uống cái này mỗi ngày rất là tốt luôn, kèm theo uống chung với collagen. Hằng đang uống với collagen nữa, Hằng sẽ uống chung cái này với collagen. Thì Hằng sẽ uống một viên thôi, tại vì Hằng đang uống collagen nữa. Thì đó, đó là cách Hằng uống ha mọi người ha. Đó, cái này đây, cái thương hiệu này mọi người có thể lên mạng tìm hiểu ha. Puritan Spray Grape Seed Extract 100 mg. Đó, cái trên thị trường thì có rất là nhiều cái sản có rất là nhiều cái sản phẩm khác cũng liên quan tới cái loại tinh chất hạt nho như thế này, thì mọi người có thể tìm hiểu ha. Mình nên tìm hiểu kỹ về những cái loại mà mình đang uống. Hằng thấy thì tại vì Hằng uống cái này, tại vì cái thương hiệu này là cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi, cái thương hiệu này là chuyên sản xuất ra thực phẩm chức năng luôn. Về sắc đẹp cũng có, về thuốc chữa bệnh cũng có, nên Hằng lựa chọn, Hằng tin tưởng cái này, Hằng lựa chọn Hằng uống thôi. Cái viên của nó là dạng viên nhộng ha mọi người, rất là dễ uống. Viên nhộng dễ uống đó. Rồi mọi người ha, nếu mà mình không uống cái này cũng chẳng sao cả, mình có thể ăn trái nho mà. Đó. Còn đối với lại những anh chị cô chú các bạn nào mình không thích ăn nho, mình không có thời gian đi mua nho, mình không có điều kiện đi mua nho, ok mình sử dụng cái này cũng tốt vậy. Cái này cũng bổ sung rất là tốt ha mọi người. Nhanh chóng gọn lẹ, và nó hấp thụ khá là dễ dàng nữa, nó hấp thụ sẽ nhanh hơn so với lại mình ăn trực tiếp từ trái cây. Đó mọi người ha. Đây, đây cái sản phẩm như thế này. Mọi người có sẽ tìm hiểu và sử dụng nha. Rồi, đó là Hằng đã giới thiệu 7 cái lý do mà mình nên bổ sung thêm những cái thêm một vài cái loại trái cây vào trong cái thực đơn hàng ngày của mình. Đó là trái nho. Nên mọi người nhớ ăn chung nho và cả hạt nho và cả cái vỏ của trái nho, mình đừng có lột vỏ ra nha. Hằng thấy có một vài anh chị cô chú các bạn á, mình không thích ăn vỏ nho tại vì có thể là nó chát chẳng hạn, không biết, nhưng mà nên ăn hết nguyên cả một trái nho, nó rất là tốt, không có gì thừa thải hết ha mọi người ha. Nếu mà mình không ăn nho, mình không thích ăn nho, hay là mình không có điều kiện để mình đi mua nho thường xuyên, thì mình có thể sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng nó chiết xuất từ hạt nho chẳng hạn, cũng cực kỳ tốt luôn. Như đầu video Hằng có nói đến một cái loại trái cây ăn vào chỉ có thể là vừa đẹp nè mà vừa khỏe nữa, thì cái loại trái cây nào? Loại trái cây này á, ở trên thị trường Việt Nam của mình có rất rất nhiều luôn nha mọi người, mà rẻ nữa, đó là chính là trái nho.
À, trái nho nha mọi người, trái nho nhìn nó nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh, nó rẻ tiền vậy thôi chứ ăn vào á là vừa đẹp da là mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Thì vừa đẹp da tốt cho sức khỏe như thế nào thì mọi người hãy xem tiếp cái video này. Hoặc sẽ liệt kê ra khoảng 7 cái lợi ích nếu mà mình ăn cái trái nho này nha. Đặc biệt là cái hạt nho. Trái nho là một vấn đề nhưng mà quan trọng là cái hạt nho đó, cái diễn viên chính ở trong cái bộ phim này đó là hạt nho nha mọi người. Cái hạt nho đó mới gọi là một cái diễn viên chính để góp phần mà làm cho sắc đẹp cũng như sức khỏe của chúng ta vượt bậc hơn. Rồi mọi người đón xem nha. Mọi người cũng biết là cái trái nho á, thì khoảng 80% cái trái nho nó là nước ở trong đó rồi. Ha, có bao gồm vitamin C, vitamin E ở trong trái nho rất là nhiều và các chất chống oxy hóa khác. Và cái hạt nho là một trong những cái thành phần chính, là bao nhiêu là tinh túy nằm trong cái hạt nho đó. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể ăn cái hạt nho. Hạt nho cái mùi của nó rất là chát nè, khó ăn nè, nó cứng nè. Thường á, là mình ăn nho là mình toàn là nhả hạt ra không à mọi người ha, chứ không phải là mình không không ăn hạt nho. Có một số người biết được cái tác dụng của cái hạt nho đó là họ là ăn luôn cả cái hạt nho đó luôn, cả trái nho với hạt nho người ta nhai chung nuốt luôn thì nó rất là tốt. Chỉ có điều là không phải ai cũng biết cái điều đó để mà nhai luôn cái hạt, với lại cái hạt cũng rất là khó ăn đó mọi người, nó cái mùi của nó là chát chát nè, không thể nào mà nhai được. Và đối với con nít nữa, người ăn thì chỉ có bỏ hạt nho ra thôi. Nhưng mà mọi người không biết được là cái hạt nho đó chính là tinh túy. Tinh túy như thế nào, nó có 7 lợi ích nếu mà các bạn ăn cái hạt nho đó ha. Nói chung là ăn trái nho và luôn cả hạt nho đó thì chúng ta có những cái lợi ích như thế nào, họ sẽ liệt kê ra từng cái cho mọi người nha. Đầu tiên đó là làm giảm cái huyết áp của mình nè. Giảm huyết áp ví dụ như là tuần hoàn lại cái huyết áp của mình cho nó ổn định. Trong cái hạt nho nó có những cái hoạt chất làm cho cái huyết áp của mình nó ổn định ha, nó không có bị quá cao, không bị tăng quá thấp. Trong những cái trường hợp á, mà mình đang rất là mệt mỏi, bị huyết áp nó hành hạ chẳng hạn, thì mình có thể mình ngồi xuống, mình uống nước nè, rồi mình ăn trái nho, ăn vài trái nho chẳng hạn, thì nó sẽ ổn định cái đường huyết của mình lại hơn, nó cực kỳ tốt về cái vấn đề mà ổn định đường huyết, huyết áp ha mọi người ha. Ngoài cái mà kiểm soát huyết áp, ngoài cái kiểm soát huyết áp ra, thì nó cũng làm cho nó cũng hỗ trợ bệnh lý về những cái bệnh tim rất là tốt luôn. Trong những cái hạt nho đó thì có những cái hoạt chất nó kích thích những cái gọi là vitamin C ở trong cơ thể, làm tăng cái sản sinh cái collagen ở trong cơ thể của mình. Ví như là trong cơ thể mình có một lượng collagen nhất định, một cái lượng vitamin C nhất định. Nhưng mà nếu mà mình ăn cái hạt nho vào, nhiều người ăn trái nho vào, thì trong những cái tinh chất ở trong cái hạt trái nho đó nó sẽ thúc đẩy cái lượng vitamin C và collagen, nó sẽ kiểu như là ăn và nó sẽ tăng mạnh hơn, nó thúc đẩy những cái chất đó mạnh hơn, nó chống lại những cái bệnh lý về tim mạch nè, làm những cái mạch máu mà bị tổn thương ở trong cơ thể đó nó sẽ liền lại nhanh hơn. Những cái tổn thương ở trong cơ thể của mình đó, nó sẽ liền lại và nó khỏe mạnh nhanh hơn. Đó là cái đầu tiên ha mọi người ha. Tiếp theo cái thứ hai, lúc mà mình ăn hạt nho thì nó có lợi như thế nào? Cái lợi ích thứ hai đó, mình ăn trái nho lẫn hạt nho tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch cho cái sức khỏe của mình. Ví dụ như là, tại vì mọi người biết sao không, trong cái nghiên cứu của Bộ Y tế đó, thì mọi người cũng có thể lên mạng search cái thông tin này ha, thì trong cái hoạt chất ở trong trái nho, hạt nho nó có cái lượng oxy hóa cao gấp 50 lần so với vitamin E và cao gấp khoảng 20 lần so với vitamin C. Những cái chất đó nó làm cho cái tăng cái cường hệ hệ miễn dịch của mình nó cao hơn hẳn so với cả vitamin C và vitamin E luôn. Chính điều đó mà nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó tăng cao hơn nè, khỏe mạnh hơn nè, chống lại những bệnh tật nè, sức khỏe của mình nó được tăng cường hơn đó mọi người thấy không. Mới có ăn cái một ha, vài trái nho thôi mà đã thấy hai cái lợi ích trước mắt là hai cái lợi ích về sức khỏe rồi. Rồi lợi ích thứ ba đó là cái gì? Giảm cholesterol ở trong máu. Nói chung là tại vì nó tốt cho cái hệ tuần hoàn máu ở trong cơ thể nè, nó có một cái lượng oxy hóa rất là cao nè, nó làm cho cái tuần hoàn máu của mình nó ổn định, nó không có bị đóng cục, nó giảm cái lượng cholesterol ở trong cơ thể. Nếu mà ai mà bị những cái vấn đề mà ví như là ăn quá nhiều dầu mỡ chẳng hạn ha, nó bị cholesterol nè, bị mỡ trong máu nè, thì mình có thể bằng cách là mình ăn trái cây để mình giảm thiểu những cái bệnh lý đó xuống. Đặc biệt là mình có thể ăn trái nho. Trong trái nho thì nó có cái hạt nho, nếu mà mình có thể nhai luôn cả hạt nho thì quá tốt ha. Thì trái nho và hạt nho nó có giúp
làm giảm cái lượng cholesterol ở trong cơ thể rất là tốt. Nếu mà ai đang bị vấn đề về cholesterol á, thì mọi người nên lựa chọn một trong những loại trái cây tốt nhất, đó là hạt nho, trái nho ha mọi người ha. Rồi, cái mình được ba lợi ích rồi đó. Giờ kể tiếp cái lợi ích thứ tư nha mọi người. Đó là lợi ích mà ai cũng mong muốn hết, đó là ngăn ngừa ung thư. À, cái trái nho, hạt nho ở trong đó có nhiều hoạt chất. Hoạt chất, cái tên của nó rất là cái tên của nó là cái tên khoa học á, Hằng cũng không có thể nào mà đọc cái tên nó chính xác, tại vì thực ra mình cũng không có làm ở trong cái ngành y. Mọi người có thể lên mạng mình tìm hiểu thử cái tên của hoạt chất đó nha, có rất là nhiều hoạt chất. Thì trong đó có một trong số cái hoạt chất đó nó có thể là ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt á, đó là ung thư da nè, ung thư đại tràng nè, ung thư vú nè, ung thư tuyến tiền liệt nè, đó là tất cả những cái bệnh lý liên quan tới những cái vấn đề ung thư đó, nó sẽ giúp giảm thiểu, chứ không phải là nó chữa trị nha mọi người. Cái này kiểu như là mình ăn vào nó giảm thiểu, nó chống lại hình thành lên những cái khối u về cái bệnh ung thư đó, chứ không phải là mình đang bị ung thư, mình ăn cái nhau vô nó hết ung thư, cái đó không phải nha mọi người, đừng có hiểu lầm về vấn đề đó. Mà đó là nó mình đang khỏe mạnh bình thường, mình không biết được cái bệnh ung thư nó sẽ ập tới khi nào. Về những cái vấn đề ăn uống ở bên ngoài, bây giờ ở ngoài mình ăn quá nhiều thứ đi, thì nếu mà mình có thể bổ sung thêm trái nho, ăn trái nho thường xuyên, thì nó sẽ giảm thiểu những cái vấn đề mà hình thành lên những cái khối u mà gây ung thư, rất là tốt ha mọi người ha. Đó, cái lý do thứ tư này, một trong những cái lý do mà chúng ta nên ăn cái hạt nho đó là như vậy ha, ngăn ngừa ung thư nè. Rồi tiếp theo, cái thứ năm tác dụng tiếp theo đó là chống viêm. Mình ăn trái nho, ăn hạt nho vào nó sẽ chống viêm, giảm viêm. Viêm gì? Đó là viêm, ví như là viêm loét nè, những bệnh lý về da nè, mình hay bị lở loét nè, dễ bị nổi mụn nè, rồi hoặc là da của mình bị tổn thương nè, đó thì hay bị cảm cúm nè, đó nói chung là những cái vấn đề và liên quan tới sức khỏe đó, thì nó sẽ chống viêm tốt hơn, nó sẽ làm lành những vết thương tốt hơn. Đó, mình ăn trái cây thì mình lựa chọn những loại trái cây nào tốt, bổ sung cả vitamin C, vitamin E, những cái loại trái cây mà chống oxy hóa. Những loại trái cây đó nó sẽ giúp cho cơ thể của mình kháng viêm, chống viêm tốt hơn so với những cái loại trái cây ví như là mình ăn ăn xoài hay là ăn mít nè, ăn sầu riêng á, những cái loại đó thì loại trái cây nóng thì cái thành phần mà hoạt chất oxy hóa hay là vitamin C, vitamin E của nó khá thấp. Mình cũng ăn hạn chế thôi, nhưng mà những cái loại trái cây nào mà đó những oxy hóa cao, chống viêm, kháng viêm tốt thì mình nên ăn những cái trái cây đó thường xuyên hơn thì nó sẽ tốt hơn ha mọi người ha. Tác dụng thứ sáu, cái lý do, một trong những cái lý do mà mọi người nên ăn trái nho, cái lý do này chắc là một trong những cái lý do để thúc đẩy những cái thúc đẩy động lực để cho mọi người ăn trái nho, đó là giảm cân. Tại vì trong những cái hoạt chất ở trong trái nho ví như là vitamin E, vitamin C, chất chống oxy hóa, nó sẽ thúc đẩy nhanh cái quá trình gọi là tuần hoàn ở trong cơ thể của mình nè, thúc đẩy quá trình đốt cháy lượng calorie nhanh hơn nè, nó sẽ giúp cho mình giảm cân một cách nhanh chóng hơn. Ví dụ như là mình ăn uống bình thường, cái lượng cái cơ thể của mình nó dung nạp năng lượng khá là nhiều nhưng mà thải năng lượng ra quá là ít đi. Cái lượng calorie của mình tốn quá là ít nên mình không thể nào giảm cân được, thì nếu mà mình ăn nho thì trong những cái hoạt chất ở trong trái nho nó sẽ thúc đẩy ở trong cơ thể của mình chuyển hóa năng lượng nhanh hơn. Đồng thời, tại vì chuyển hóa năng lượng nhanh thì đương nhiên là thải cái lượng calo ra ngoài nhanh, thế là mình sẽ giảm cân nhanh chóng hơn, có nghĩa là nó hỗ trợ một phần nào trong cái quá trình mình giảm cân. Là hay như là mình tập gym, tập thể dục thể thao thì mình kết hợp với ăn uống đúng không, thì trong những cái món ăn á mà mình đang ăn để mình trong quá trình giảm cân của mình á, thì nên bổ sung một lượng gọi là những cái trái nho, mình có thể ăn nho để mình giúp mình giảm cân, quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể nó nhanh hơn, nó tốt hơn ha mọi người. Chứ mình đừng có giảm cân mà mình đi ăn mít, ăn xoài, ăn sầu riêng thì không thể nào giảm cân được nha mọi người. Mình hãy lựa chọn những cái loại trái cây mà hỗ trợ của mình giảm cân, ví như là lựu nè, cam nè, quýt nè, nho nè, đó những loại trái cây đó, nên mọi người hãy tìm hiểu nếu mà đang thực sự muốn giảm cân nha. Và cái tác dụng cuối cùng, cái tác dụng thứ sáu, đó là vấn đề về đẹp da. Hồi nãy cái năm cái lý do ở trên á hầu như là nói về sức khỏe không ạ. Còn cái cuối cùng á, hàng cái lý do cuối cùng mà tại sao mình nên ăn cái hạt nho và trái nho, đó là hỗ trợ cho cái nhan sắc của mình nó đẹp hơn. Tại vì sao? Tại vì trong cái trái nho như hồi nãy Hằng nói á, là nó có những cái hoạt chất chống oxy hóa cao hơn vitamin E gấp 50 lần, cao hơn vitamin C gấp 20 lần.
Bởi vậy nếu mà mình muốn làm đẹp ha thì mình nên bổ sung ăn trái nho hoặc là những cái chiết xuất từ trái nho chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho mình chống lão hóa cực kỳ tốt nè, tại vì có chất chống oxy hóa nè, nó sẽ chống lão hóa cực kỳ tốt luôn và làm cho da của mình hả nó chống chống nắng nè, chống tia UV nè, làm cho da của mình khỏe khoắn hơn nè, làm những cái đốm mà đốm nâu, đốm tàn nhang, nói chung là những cái vết sạm nám ở trên mặt á, nó sẽ làm giảm đi cái sắc tố xấu ở trên da, cái hắc tố da đó, người ta dùng cái từ gọi là hắc tố da. Đó là những cái vết mà tự nhiên đang đặt một ngày đẹp trời đang yên đang lành tự nhiên mình nổi đâu ra một cái vết nám, một cái vết thâm, hay là nổi mụn chẳng hạn, đó da mình đang bị viêm, đang bị có vấn đề thì mình nên, tại vì mình thiếu oxy, mình thiếu vitamin E, mình thiếu vitamin C, mình thiếu chất oxy hóa. Đó thì mình phải dùng những cái thực phẩm như vậy để da của mình nó trông nó tươi sáng hơn, nó trẻ hoài trẻ mãi, da hồng hào hơn. Đó giống như em đi, giống như là em quay cái video này là thật sự là em không có dùng, không có trang điểm luôn á mọi người, em chỉ là đánh xíu son cho nó tươi thôi, chứ thực ra là em quay mấy cái video mọi người có thể xem những hết những cái loạt mà kênh YouTube của em quay đó, hình như không có cái nào em trang điểm luôn á, không có trang điểm, tại vì thực ra em ở nhà không mà em chỉ bôi kem chống nắng thôi, em chỉ dưỡng da và bôi kem chống nắng thôi. Những cái vết nạ sạm nám nó sẽ không có, tại vì em đã bổ sung đầy đủ tất cả những cái loại vitamin E, vitamin C, những cái loại chất mà chống oxy hóa, collagen chẳng hạn, đó làm da của mình nó sẽ tươi tắn hơn mà không cần phải gọi là make up quá kỹ càng ha mọi người. Đó đó bảy cái lý do mà chúng ta nên ăn hạt nho, trái nho và hạt nho. Như Hằng đã nói ngay đầu video thì không phải ai cũng biết được là nên ăn hạt nho và không phải ai cũng có thể ăn hạt nho đúng không mọi người? Hạt nho rất là khó ăn, nó rất là chát, nó rất là đắng chẳng hạn. Đó, như em cũng ăn nho, em bỏ cái hạt nho chứ em không ăn cái hạt nho. Thì bây giờ phải làm như thế nào đây? Tại vì trong cái hạt nho nó quá nhiều chất bổ như vậy thì phải làm sao? Thì ở trên thị trường ở Mỹ, ở Úc, ở Nhật, ở những cái nước khác thì họ đã bào chế ra những cái loại thực phẩm chức năng mà chiết xuất từ những cái hạt nho, họ lấy những cái hạt nho đó ra, họ chiết xuất ra từ thành tinh dầu cũng có ha mọi người, tinh dầu hạt nho cũng có luôn ha, có viên thuốc hỗ trợ thực phẩm chức năng cũng liên quan tới chiết xuất từ hạt nho luôn đó. Thì mọi người có thể lên mạng tìm hiểu xem những cái loại nào mà nó uy tín chất lượng để mọi người mua. Rồi vậy ha mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết các clip của Hằng ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người hãy like cái video này cũng như share cái video này để cho những bạn khác có thể theo dõi ha. Đồng thời nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ Hằng. Hằng sẽ giới thiệu thêm những cái loại thực phẩm chức năng hay ho hơn hoặc là những cái loại mỹ phẩm nào thú vị hơn để mọi người xem và tìm hiểu nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.